Tình tính tan là tan tính tình. Con cá bống ăn con cá to. What? Con cá to ăn con cá nhỏ. Lương thuyên gì đấy, không ra quét dọn đi. Làm thì lười mà. Đi, thay đổi hả? Thay đổi. Đi, thay đổi cuộc sống này. Đi làm sao mà còn đi lo học hành. Cắt cắt, ngồi xuống. Đói quá mẹ ơi. Ăn à, đói à. Ôi trời ơi, khoai lang nướng. Quá, thơm quá. Mẹ kẹp nách chín đi con à. Đây. Mẹ ăn đi. Mày con nhà ai mà khôn thế hả con? Ăn phần to, để mẹ phần bé. Mẹ to ăn cái bé, mà con bé ăn cái to cho nó lớn. Mẹ ăn đi, không ăn đi. Ai? Cô này. Đi đi. Ta sẽ đi mua sắm hết cái thành phố này. Đi thôi. Đi từ kia, mình mua chiếc xe SH này. Mình chả thấy con lợn nào chạy qua đây chăng gì. Ta nhìn thấy có con lợn rồi đấy. Ủa con, quên ra. Khoai toàn là khoai. Phát sáng luôn. Sáng như răng của mẹ. Ôi chú Xoa mẹ ơi. Thế nào? Người giàu mà lại cứ sáng trưng hết cả góc trời. Sao người giàu lại đổi đời nhanh như vậy hả? Thời buổi 4.0 rồi má. Giờ mà còn trồng khoai cuốc đất thì bao giờ mới khá lên ăn được. Ăn khoai nhà em đi. Làm cái trò gì đây? Chị ơi, thế chị có cách nào giúp hai mẹ con em đời nó khấm khá lên tí không? Muốn giúp chứ gì. Đúng rồi, được. Cho cuộc sống có hoa. Nhà cũng khá to đấy. Giao dịch thành công. Thành công. Nhớ chờ tin tốt của ta nha. Nhớ ít 10, ít 100, ít 1.000 lên nha. Nhớ đấy. Đừng quên. Có chuyện gì thế mẹ? Cái đồ nhà quê, biết cái gì mà hỏi. Đi cuốc khoai cuốc đất đi. Giật hết cả mình. Chúng ta cùng quê mà mẹ. Ai nhà quê với chị? Mẹ con em sắp đổi đời, sắp lên thành phố ở rồi. Sắp là dân phố rồi con ạ. Trung tâm thành phố luôn. Là sao hả các bạn? Thì mẹ cấm sổ đỏ cho con bút đê để đầu tư với nó rồi. Khi nào mẹ thành tỷ phú thì mẹ sẽ để cái nhà này lại cho con. Nhất vậy đấy. Hay quá, hay quá. Chúc mừng. Thông báo đi nô. Đi thông báo. Loa. Hiện nay đang có rất nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi của tập đoàn Búp Bê lợi dụng lòng tham để chiếm đoạt các tài sản của người dân. Triều đình thông báo người dân phải cẩn thận. Loa. Chuyện gì thế nhỉ? Bà con chú ý. Anh Hoàng ơi, Tấm có chuyện gì đấy? Đây là một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mọi người để lừa họ đưa nhà đưa đất rồi đùng một cái sủi tâm biến mất. Hả? Lại còn có cả chuyện đó nữa sao? Đúng vậy, cho nên Tấm phải cẩn thận đấy, không lại bị lừa mất. Ta có tham. Hả? Mẹ ghẻ. Chết rồi mẹ ơi. Có chuyện gì thế nhờ? Thôi đâu, chúng ta đi tiếp đi. Vâng ạ. Loa. Cắt đôi nói sầu, anh buông tay cắt đôi nói sầu. Anh cắt đi ca bóng hình. Ca mời mẹ muôn mua tối mẹ con mình đem tiền. Mẹ, em ca. Xem đây. Cái gì? Nhìn đi, to chuyện rồi. Này, làm gì đây? Mẹ xem đây. Cắt đôi giấy tờ. Em buông tay cắt đôi giấy tờ. Em cắt đi hết lừa đảo. Để con tim này sẽ không đau. Nói đâu đáng cạnh. Muốn mỗi tôi không phải ưu. Trời ơi,
ơi, hai mẹ con chơi này còn hát được nữa. Đấy, giấy cam kết. Ngày mai số tiền của bạn sẽ tăng lên gấp đôi. Ký tên búp bê. Thấy chưa hả? Mở hai cái con ngươi ra mà nhìn cho rõ. Đấy. Thôi xong rồi, hai mẹ con vẫn chưa hiểu gì à? Hello, xin mời hai bạn ra khỏi nhà. Đúng rồi. Ô hay cái bọn này đánh đuổi mẹ con mình đi á. Hai cái con người này từ đâu tới đây hả? Đúng rồi, kiểm tra đi. Nhà nào của ông bỏ tay ra hả? Ôi trời, thấy rồi. Đồ nhà hả? Ôi trời, sao lại đánh tôi có làm gì đâu. Ây da, đau quá. Chứ còn đừng quay đi, mày đến nhà bà mày còn lắm lời à. Ôi chị ơi, thôi tránh, thôi cho tôi đi. Dùng tay lại chị ơi, dùng lại đi. Thôi rồi. Xem cái gì? Cám, mày đọc cho mẹ. Mẹ ở bên này mẹ không thấy gì cả. Giấy bán nhà. Bên A mẹ ghẻ, bên B búp bê. Ký tên Mộng Thị mẹ ghẻ. Ôm mẹ bán nhà từ lúc nào đấy? Ôm mẹ bán nhà từ lúc nào đấy? Hả? Bán nhà? Thôi xong rồi. Ai rồi ôi. Bán ôi nhà? Chúng tôi kiểm tra nhà. Chú có làm gì đâu mà đánh ghê thế. Thôi đi về. Đi. Bán nhà rồi á. Anh thấy là con đã đường ở rồi mẹ ơi. Ôi giời ơi, biết làm thế nào đây? Trời ơi, nhà của tôi mất hết rồi. Mất đất rồi. Mất xanh. Hai người không chịu nghe con cơ. Mất hết rồi. Trời ơi. Ôi giời ơi. Loa, để tránh bị lừa đảo thì mọi người hãy cẩn thận. Ui là nước ơi, nhà của tôi. Lại có một nạn nhân của vụ lừa đảo nữa rồi. Đi thôi. Ui trời ơi, nhà của tôi. Thôi mọi người, đất của tôi. Đừng buồn nữa. Thần tài đến Cám ơi. Cám. Ê mẹ ơi, hình như anh Hoàng tới tặng quà cho mình ý. Anh tặng quà cho em hả? Quà ư? Đúng là ta có một món quà đặc biệt dành cho hai người đấy. Đâu, nhà đang cần tiền lắm. Đưa đây. Anh tặng quà em. Đây là cái xẻng mà. Đó, có làm thì mới có ăn. Không có gì mà từ trên trời rơi xuống đâu. Giờ hai người hãy cầm những thứ trên tay mình, đi lao động để lấy lại những gì đã mất đi. Ừ, đúng rồi đấy. Thế là lại phải làm à? Chứ còn sao nữa. Các bạn hãy nhớ, trong cuộc sống này chúng ta phải làm việc, lao động thì mới có cuộc sống tốt đẹp được. Nhớ là tuổi nhỏ làm việc nhỏ nha các bạn. Giờ thì xin chào. Xin chào. Cái gì thế này? Kìa em Cám, chị đang quét sân, em lại bước ra như thế chứ? Em thích đấy, chị làm gì được em? Rồi. Hoàng thượng đang mở cuộc thi tuyển vợ. Mọi người mau đến ứng tuyển đi. Mời cả làng đến dự. Thời của mình đến rồi. Này, thời này. Nghĩ vậy, ở đây mà mơ đi nhé. Lịch sử, chuẩn bị gọi tên mình rồi. Cái đấy chỉ là trong chuyện cổ tích thôi. Giờ khác xưa rồi chị ạ. À. Chuyện gì đấy? Mẹ ơi. Đang rửa bát gọi gì mà to thế? Mẹ bẻ cổ sang bên trái nhìn chị Tâm. Cái Tâm gì có gì đâu. Bẻ. Chị Tâm à, liền đi làm hoàng hậu, đến giàu sang phú quý hơn mẹ con mình đây. Giàu sang phú quý? Tấm à, đẹp đấy. Đi. Đi vào. Mẹ bảo con vào đây làm gì đấy? A few moments later. Làm gì mà lâu thế nhỉ? Giật mình à? Sao? Giống con hà mã ở bãi cháy quá. Hà mã? Mẹ cạp cạp.
Ôi thế không thay đồ đi, để còn đi à? No, tại sao giờ này vẫn chưa có ai hả? Họ đang nói cái bảo hả? Chưa có. Đến rồi, cảm ơn. Còn sắp có bố rồi cơ cả. Còn sắp có bố rồi cơ cả. Châu già thích gặp cỏ non, chồng con. Này, cả vương quốc của mình có mỗi hai người này sao? Mỹ nữ các thứ đâu hết rồi? Cái con này. Hoàng thượng buồn cười. Em duyên dáng thùy mỹ nết na, xinh đẹp tuyệt trần, rất đáng với ngài mà. Ghê chết đi được. Em chào hoàng thượng. Tấp, mày không ở nhà rửa bát nấu cơm đi, mò đến đây làm gì hả? Thế ở nhà ăn lạc nhiều quá, lớn ở lạc đến đây à? Con làm xong hết rồi à? Nhà thì một đống việc, mày đặt ăn mặc đến đây làm xấu mặt mẹ con ta. Đi về nhà nấu cơm rửa bát. Ai cho mày đến đây nhà hả? Bao việc. Thân thì ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà không biết điều gì cả. Hả con kia, có về nhà dọn dẹp không hả? Nói thế mà mặt cứ trơ trơ ra. Ghét thế đi nhà thôi. Rồi à, phần thi tuyển vợ xin phép bắt đầu. Ta làm gì mà các người trói ta thế hả? Thả ta ra nhanh lên. Thả ra. Mẹ ơi, con đi làm hoàng hậu mà người ta trói con như con chó thế này, con không chịu đâu. Mẹ yên lặng. Đây là phần thi thứ nhất, các người phải tháo được sợi dây trong tay ra thì sẽ là người chiến thắng. Phần thi bắt đầu. Hả? Tháo dây á? Rồi, đi về con. Giờ tay chân.
ngồi đấy ba hoa làm gì đấy hả? Hay là đi theo cái bà ăn xin đấy đi? Về nhanh lên, ngồi đấy à? Dạ. Vâng, vâng con về ngay nhà. Chào bà nhé. Này cô gái, ta có chuyện muốn nói. Ta có một đứa con trai, nhìn rất hợp với cô. Vậy cô có muốn làm con dâu ta không? Muốn. Bà không phải hỏi, tôi đồng ý thay. Nhà mẹ nhà, đúng tôi mai mối cho. Về lấy đi, cả nhà nhận xin. Cả nhà nhìn nhau, chết đói. Hai người tưởng tượng rất tốt. Con chào mẹ. Mẹ. Hoàng, con gọi ta là mẹ á. Mẹ con là hoàng hậu rồi. Điện mới làm mẹ đến lúc đất bộ mình chưa. Thế là mẹ làm hoàng thái hậu người con à. Đây là mẫu hậu của hoàng thượng, hay còn gọi là hoàng thái hậu. Hả? Cái bà này mà là thái hậu á? Ôi giời, thế thì á, ta phải là hoàng thái hậu. Biết chưa? Hoàng hậu. Khủng lắm. Ai cho các người lá gan đó? Lưu đâu? Dạ, có em đây ạ. Mau áp giải hai người họ vào đại lao. Chờ ngày xét xử có làm gì đâu. Nhanh lên mà vào đại lao một chứ. Chuyện này là sao vậy hoàng thượng? Xin giới thiệu với nàng, đây là mẫu hậu của ta. Từ xa ta đã nhìn thấy những hành động tốt của nàng. Nàng có đồng ý làm vợ ta không? Đồng ý. Ta cũng vừa mắc cô gái này lắm. Đồng ý đi con. Dạ, nhưng còn mẹ ghẻ và em cám thì sao? Nàng đừng để ý đến hai người họ. Họ đã đối xử với nàng không ra gì. Đúng rồi. Từ giờ ta sẽ thay họ chăm sóc cho nàng. Đây của hoàng thượng ạ. Em đồng ý. Chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng. Nàng yên tâm, ta sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng. Yeah, vậy là hoàng cung đã có hỷ sự rồi. Chúc mừng hoàng thượng và hoàng hậu. Wow, chị Tắm đẹp quá chị Tắm ơi. Đúng rồi, đẹp quá. Wow, chị Tắm mặc váy này xinh lắm á, xứng đáng là vợ của anh hoàng. Công nhận bạn nói đúng á. Tắm rất vui và hạnh phúc, mong mọi người sẽ chúc phúc cho tụi mình nha. Tất nhiên rồi. Hôm nay em quẩy nhiệt tình luôn. Còn tôi đánh DJ bánh cái hoàng cung luôn. Hôm nay là ngày vui của Tắm, chúng ta nhất định không say không về nha. Sẽ mãi mãi không được hạnh phúc như em đâu. Thời tiết hôm nay vừa trong vừa mát. Tấm. Anh Hoàng, ta nhớ chàng. Tấm. Chào nàng. Tránh ra. Anh Hoàng. Anh Hoàng là của em, lần này em sẽ không nhường chị nữa đâu. Em đã bao giờ nhường chị cái gì đâu. Nếu mà hai nàng thực sự thương yêu ta thì hãy vượt qua thử thách lần này. Thử thách gì? Anh nói luôn đi. Vì anh em có thể làm tất cả mọi thứ. Bây giờ hai người hãy vẽ ước mơ của mình lên tờ giấy này. Hả? Ước mơ sao? Ước mơ? Thế thì quá đơn giản với mình. Nếu hai người đã sẵn sàng thì cuộc thi bắt đầu. Vậy ước mơ của em là gì thế? Ước mơ của em là khi mà cưới anh, em sẽ rất là giàu có. Hai đứa mình sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Mà em sẽ tăng thuế lên, hằng ngày thuế. Thì hai đứa mình tiêu tiền thả ra mà không phải lo nghĩ. Tranh của em ý nghĩa thật đấy. Thế còn ước mơ của Tấm? Ta
vẽ một bức tranh về hòa bình. Ta mong thế giới này luôn hòa bình mà không còn chiến tranh nữa. Tất cả mọi người trên trái đất đều được sống ấm no, hạnh phúc. Được, bức tranh của nàng thật là ý nghĩa. Được cái gì mà được, tranh của em đẹp hơn. Tranh chị xấu mù, tranh em đẹp hơn. Tranh của chị đẹp hơn. Dạ, ý nghĩa tranh gì? Của em, tranh của em đẹp hơn. Tranh chị của em mà. Theo các bạn thì tranh của ai vẽ đẹp hơn? Tranh của em đẹp tranh hơn. Của chị đẹp hơn. Em của chị. Của em. Hai người mau dừng tay lại. Nếu hai nàng vẫn chưa phân thắng bại thì ta sẽ ra một thử thách nữa, đó chính là múa. Ở đây có tất cả dân làng chứng kiến sẽ công bằng hơn, không ai cãi nhau nữa. Được, riêng về khoản múa em chắc chị Tâm thi trước, em không phải sợ gì cả. Cố lên Tâm ơi, múa đi Tâm. Hay quá, dễ quá. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nồi ba chim, múa đẹp thế nhở. Múa đẹp thế nhở. Đối thủ này đáng gờm đấy. Wow, chị Tâm múa tuyệt thật đấy. 10 điểm xuất sắc. Trăng nát mặt dầu đáy kè nắng mà em vẫn đẹp quá. Tiếp đi. Wow, thôi không xong rồi. Nani? Chết này. Tâm ơi. Tâm, cẩn thận. Tâm không. Hay quá. Xử lý tuyệt vời. Khó thế mà cũng làm được á. Hay quá. Tuyệt đối. Giỏi quá. Wow. Chết chết. Giờ đến phần thi của em. Phần thi của Khánh. Cảm ơn. Mua đi nha. Mong quá. Nhảy đi. Nhạc lên nào. Này ơi, xin đừng đi. Chát cha. Chát cha. Bạn lên. Ô là lên chát cha. Nào ta cũng mất chát chát cha. Nào ta cũng mất chát chát cha. Phần thi kết thúc. Cám về chỗ. Về đi. Chị không thắng được em đâu. Và em đọc kết quả đi. Bây giờ hai người sẽ đến với một phần thi nữa. Đó là phần thi cuối. Sau hai phần thi chắc hai người đã mỏi. Đây có hai chiếc bánh, hai người ăn đỡ mệt nhé. Hả? Pizza. Order pizza. Cà phê trứng. Henry Macchiato. Mọi người đi. Ngon kìa. Quá. Hai ngày nay chưa được ăn gì rồi. Tấm, sao nàng không ăn đi? Dạ, kệ cháy đi. Mời mọi người. Quá. Ngon quá. Đúng rồi. Ngon quá Tấm ạ. Tấm đúng là một người tốt bụng ấy. Cảm ơn Tấm nhiều nha. Ngon quá. Ngon quá bạn ơi. Đi ra. Mình chọn cho ta nha. Chọn ta, nhớ chưa? Mình chọn cho ta. Mọi người hãy cho ta ý kiến, ai là người xứng đáng làm hoàng hậu? Tất nhiên là em rồi, không phải hỏi ai hết nha mọi người nha. Này cả mạ, trả. Không thèm đâu nha. Trả. Ý là gì nha? Mẹ bảo đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà. Mà Tấm là hoàng hậu. Tấm mới xứng đáng là hoàng hậu. Tấm là hoàng hậu. Chọn hoàng hậu là Tấm. Cô là một con người lương lẹo dối trá. Bọn con không cần tiền của cô đâu. Tấm mới xứng đáng. Mọi người bình tĩnh. Sau cuộc bình chọn này, ta đã chọn được người thích hợp làm hoàng hậu rồi. Tất nhiên là em rồi. Đó chính là Tấm. Wow. Tấm, nàng đồng ý làm vợ ta nhé. Đồng ý đi mà nhận lời đi. Ra đồng ý. Thật sao? Chúc mừng. Hôn đi. Đẹp rồi quá. Anh Hoàng ơi, em mất anh thật rồi. Đẹp quá chàng nha. Xuống đồ quá. Chúc mừng nha. Đây đẹp trai quá nhờ. Đẹp quá. Được đấy, được. Xứng lứa vừa đôi.
Hộp 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 hộp, sắp được quánh chén rồi. Tấm à, sau bao ngày chúng ta tìm hiểu thì nàng đồng ý làm vợ ta nhé. Đồng ý, đồng ý. Ta đồng ý. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, nhanh lên, đi dẫn phụ nữ ăn cổ. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, đừng để lâu mất vui. Hôn đi, hôn đi tám ơi, hôn đi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Tâm, Tâm, vậy, gái, Tâm, sao đây? Tâm ơi, sao lại nước thế này? Tâm, mọi người, mau đi gọi bác sĩ giúp ta. Vâng, 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 để em. Bác sĩ, vợ tôi bị sao ạ? Bác sĩ nói đi. Cô ấy mắc một căn bệnh rất khó chữa, nhưng vẫn còn một cách. Nhanh lên hoàng thượng ơi. Ừ, ta biết rồi, ngươi tìm kỹ vào. Cẩn thận đấy hoàng thượng. Ngài hãy đi tìm cây nhân sâm ngàn năm trong khu rừng đó, mới cứu sống được cô ấy. Nô, đi thôi. Nô ơi, tìm cây hướng đó nha, ta tìm bên này. Nhất định Vân ta phải tìm được nhân sâm để về cứu Tấm. Tấm ơi, đợi ta. Hoàng thượng ơi, ở đây khó tìm lắm, không dễ đâu. Không biết ở đây có không, nhưng cứ tìm đi, nói nhiều thế nhờ. Đây có phải nhân sâm không? Cái này không phải đâu hoàng thượng ơi, cây nhân sâm nó phải to và nhiều rễ. Được rồi, đi. Cây này nhiều rễ vậy không phải đâu hoàng thượng ạ, nó phải to cơ. Thế thì đi tiếp thôi nào. Vâng ạ. Đi tìm đâu cả khu rừng to thế này. Hả? Hoàng thượng ơi. Hả? Kìa rồi. Hả? Kìa, đúng rồi, đi. Có chắc là nó không đâu. Đúng rồi đó hoàng thượng ạ, cây nhân sâm 1000 năm đây rồi. Để ta cố lên hoàng thượng ơi, cố lên. Tâm được cứu rồi Nô ơi, mau lên hoàng thượng ơi, mau đi về. Hoàng thượng, để em cầm cho. Đây, mau đi thôi. Nhanh lên hoàng thượng ơi. Hả? Hoàng thượng, đừng lo cho ta, mau mang về cho Tấm đi. Hoàng thượng ơi, mình phải làm thế nào bây giờ? Thôi đi về cứu Tấm trước đã. Bác sĩ ơi, xem con gái tôi thế nào lâu tỉnh. Mọi người cứ bình tĩnh. Đây 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 đây. Bác sĩ ơi, nhân sâm đây. Có phải cái này đây không bác sĩ? Đây nhân sâm ngàn năm rồi. Anh mau đi xếp thuốc cho cái đi. Được rồi, nhanh lên đi. Nguy hiểm may quá, chị sắp sống lại rồi. Em lại có tiền tiêu vặt rồi. Bác sĩ ơi, nhiêu đây đã đủ chưa? Được rồi, nhanh lên. Mọi bác sĩ uống. Nóc đi, nóc hết đi. Bác sĩ ơi, con gái tôi bao lâu nữa nó tỉnh lại? Cả nhà cứ bình tĩnh, sau một tiếng nữa Tấm sẽ tỉnh thôi. Ôi mà thấy thiếu thiếu nhỉ. No no, anh hoàng tao đâu? Hoàng thượng á. Thôi, cả nhà chăm sóc cô ấy nhé, tôi đi về đây. Cảm ơn bác sĩ nha, tạm biệt cả nhà. Anh hoàng làm sao? Thằng hoàng đâu? Thật ra hoàng thượng bị rơi xuống vực rồi. Hả? Cái gì? Mày con quỷ tao à? Bị rơi xuống vực á? Mày đùa tao à? Mày là tới kiểu gì đây? Sao lại để nó rơi xuống vực? Nó là vua một nước mà. Cái gì? Anh hoàng rơi xuống vực rồi à? Tấm, con tỉnh rồi à? Tỉnh rồi. Nô, nói đi, anh hoàng rơi xuống vực rồi sao? Dạ, thần, thần đã cố cứu rồi, nhưng mà không được. Ôi trời ơi, con rể của tao. Anh hoàng. Chị Tâm, chị đi đâu đây? Cô lại đây. Anh cứ bình tĩnh, anh bị ngã trong rừng, tôi đi ngang qua nên cứu anh về đây đấy. Thật vậy sao? Nhưng mà ta chẳng nhớ gì cả. Vậy thì anh cứ ở lại đây dưỡng thương, bao giờ khỏi hẳn thì hãy về. Anh Hoàng, ta nhất định phải tìm được chàng. Chàng ơi, bông hoa này có đẹp không? Nó đẹp như nàng vậy. Ta cảm ơn chàng. Hả? Đi. Wow. Chàng thấy không? Chỗ này đẹp thật đấy. Wow. Yeah. Vui thật đấy.
bao giờ nó rụt đấy. Mày cứ kiên trì đi, nó mới rơi vào mồm được chứ. Sư nhà mày. Dương ơi, súng chả thấy đâu mà thối đầu thì thấy rồi đây. Có con biết đâu. Mấy con chim chết tiệt kia dám đi bậy vào mặt ông. Không thể trả thứ được. Tiêu diệt nó. Quánh nó. Đúng rồi. Này gì đấy? Ông đó nhớ đến dự đám cưới của chủ nhân ta đấy. Ừ, nhớ biết đúng rồi. Giờ đấy nha. Bye bye. Con chim bay mất rồi. Hả? Đi chụp phải thật hoàng xong. Sâu lại đám cưới của một Milo Lens. Chị Tâm ơi, đây. Có chuyện rồi. Cứ đi tìm mãi. Anh Hoàng đi lấy vợ rồi này. Chuyện gì thế này? Còn đứng đây làm gì? Cô đi nhanh lên. Quý lại ơi. Chúc mừng chủ nhân. Cảm ơn nàng đã chăm sóc ta suốt thời gian vừa qua. Không có gì đâu, chàng xứng đáng được như vậy mà. Chúc mừng. Nàng đồng ý làm vợ ta nhé. Ta dừng lại. Sao lại làm như vậy chứ? Anh Hoàng, sao lại bội bạc tình nghĩa như vậy chứ? Tao không ngờ mày là cái thằng bắt cá nhiều tay. Họ là ai? Cô là ai mà dám phá hoại đám cưới của ta? Là ai à? Cám trả lời. Này, con Steel Day này. Thằng này là chồng con này. Con này là vợ thằng này. Còn mày, trà, cái mặt xanh, Steel Day đấy. Không đời nào. Anh Hoàng, chàng đã quên hết kỷ niệm của hai đứa mình rồi sao? Anh nhớ chưa, anh Hoàng? Đầu của ta. Hôn đi, mày hiểu chưa? Chàng ấy là chồng ta. Lấy đạo, bắt hết bọn chúng. Ai cho mày? Mọi người, mau dừng tay lại. Tất cả dừng tay lại. Ta đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện rồi. Nó nhớ ra rồi kìa. Anh Hoàng, chàng. Lên đi. Tâm, ta xin lỗi. Chàng, mày còn ta. Mày á? Cút. Mommy, cô dừng tay lại đi. Ta xin lỗi vì đã phụ bạc tình cảm của cô. Chúng ta sẽ mãi là bạn. Con ơi, đi về. Về thôi Tấm. Mãi là bạn thôi. Ôi chủ nhân, để nó đi dễ dàng thế à? Thứ mà ta không có được thì cô cũng đừng hòng. Ta có một bất ngờ dành cho nàng. Là cái gì vậy? Nàng cứ đi rồi sẽ biết. 2, 3. Đấy, wow. Ta dành cho nàng đấy. Hôn đi. Ta cảm thấy phản bội. Ngươi không xứng đáng được hạnh phúc. Phản bội á? Cô mới không xứng đáng. Ta không ngờ ngươi lại thay đổi như vậy. Đồ khốn. Ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng. Đúng vậy. Giờ chàng ấy là của ta. Nhân ơi, chúng mày thiếu lúc để hỏi à? Em cứ thấy chủ nhân cười à? Còn cãi được nữa? Chủ nhân, các ngươi còn thích nhiều chuyện nữa không? Dạ không ạ. Chủ nhân tha cho em. Chủ nhân ơi, các ngươi cũng biết điều đấy. Tấm à, Tấm sẽ bất ngờ thôi. Anh Hoàng. Ô, thím tới nàng rồi. Tới rồi à? Ta tặng nàng. Anh Hoàng hôm nay tâm lý thế. Một cái bánh gato đúng sở thích của thím. Có bánh gato ăn mà lại đứng đây ăn một mình á? Không cho mẹ ghẻ ăn, quả này chết với ta. Nàng ăn đi. Cái gì nhờ? Làm gì có ai đâu. Chắc con mèo đấy nàng ạ. Ăn đi. Ai vừa ăn? Làm sao ta biết được chứ? Tiếng gì đây? Đi ghẹ. Ôi giời. Không rồi.
Cứu, cứu. Chị có làm gì không? Giống cho ta. Giống gì cơ? Nào, ra đâu. Con đẹp tuyệt vời luôn nha. Dạ đẹp quá dì ơi. Đi thôi. Dạ. Dì ơi sao lâu vậy ạ? Giờ ta dẫn con đi luôn nha. Sắp đến giờ rồi mà tấm vân còn chưa xong à? Mày cứ bình tĩnh, cô dâu đang đến rồi. Ta sẽ thay thế cô. Không, này. Không, ngươi định làm gì? Tránh xa ta ra. Nhớ những lời ta dặn đấy. Làm cho tốt vào. Chủ nhân cứ tin ở em. Đi thôi chủ nhân. Hoàng thượng ơi, vào. Cô dâu đến rồi. Hả? Cô dâu đến. Cô dâu đến rồi. Nào. Đi vào đây con gái. Wow. Ui. Ui. Trông nàng hôm nay mặc váy cưới thật là đẹp. Nhìn rất là đẹp đôi đấy. Thả ta ra. Ta phải dự hôn lễ. Không phải chuyện của ngươi. Để ta mở cho ngươi xem. Chúc mừng, chúc mừng. Đẹp nắm tay quá. Không. Thả ta ra. Ta phải trở về. Đừng có mơ. Hoàng thượng, con có đồng ý lấy tấm làm vợ. Dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau, thì con cũng nguyện bên tấm suốt đời không? Đồng ý đi, đồng ý đi. Mày đồng ý đi, mau lên. Con đồng ý. Đúng rồi. Cá đã cắn câu. Đúng rồi, ngươi thả ta ra, ta sẽ cho ngươi một núi vàng. Một núi vàng á? Vàng thì ta cũng thích đấy, nhưng mà ta sợ chết hơn. Không, làm ơn, giúp ta đi mà. Không đời nào, ngoài việc thả ngươi ra, việc gì ta cũng có thể làm được. Giúp á? À, vậy thì ngươi hãy bắt cho ta hai con dơi. Dơi sao? Đơn giản. Dơi của ngươi đây. Nếu ta bị dơi cắn, ta sẽ thoát được khỏi đây, nhưng không còn xứng đáng với vàng nữa. Nhanh lên đi. Nàng hãy cùng ta đi đến đầu bạc răng long. Ui dồi ôi, tuyệt vời quá. Ui, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Được, mau đưa dơi cho ta. Dừng tay lại. Ui đẹp quá. Dừng tay lại. Quá. Sao cô ta lại thoát ra được? Búp bê, vở kịch của cô hạ màn được rồi đấy. Hả? Ui, búp bê á. Ui, ui búp bê. Chạy chạy chạy. Cô dám phá hỏng kế hoạch của ta.
Tại sao ta lại không dám chứ? Tâm định đưa đi đó. Linh đỏ, Linh. Vâng. Qua. Ui, ui. Cô ta đâu rồi chứ? Ta lên đây mọi người, lên. Đấy. Sao nàng lại biến thành như thế này? Ta không xứng với chàng. Không sao hết, nàng vì cứu ta mà hy sinh như vậy, tại sao lại không xứng chứ? Đúng rồi. Ôi, đây rồi, chúng mày tự giải quyết đi. Bọn tao đi về đây. Đi đi. Thôi nàng yên tâm đi, ta không chê bai nàng đâu. Ta cảm ơn chàng vì đã chấp nhận ta. Tấm hoàng thượng, 20 tháng 10 á mà mình chăm chỉ như thế này, thế nào anh hoàng cũng thưởng quà lớn cho mà coi. Rồi rồi rồi, ta tới ngay. Này hả? Chàng làm gì đấy? Chàng đi đâu đấy hả? Ta đang có việc, nàng tránh ra đi. Ơ này, thế chàng không biết hôm nay là ngày gì à? Ngày gì là ngày gì, đang bận đầy việc đây này, gấp gáp. Nàng ở nhà rửa bát đi nhé. Ơ kìa, hôm nay là 20 tháng 10 mà. Rồi, đây ạ. À. Ngài chuẩn bị xong hết chưa? Đầy đủ hết rồi, chỉ sẵn đi thôi. Wow. Tốt lắm, đi thôi, đi. Yêu, không yêu, là yêu. Cô gái tóc đỏ ơi, giúp bọn tôi một chuyện. Thế giúp chuyện gì hả? Vội vội vàng vàng hấp ta hấp tấp. Ê, chả là thế này, cô là con gái, hiểu được tâm lý của chị em phụ nữ. Đúng rồi đấy. Nên là ta muốn hỏi, 20 tháng 10 họ thích. Thích gì á? Ừ. Nhưng mà có thực mới vượt được đạo. Có thực mới vượt được đạo á? À, hiểu rồi. Đây này. Ôi trời ơi, đồ ăn ngon này. Các anh lấy giấy bút ra đi, em đọc cho mà nghe. Ừ, quên đấy. Nhanh lên. Ngon. Đầu tiên là các chị em phụ nữ rất thích những màu sắc sặc sỡ, ví dụ như là hoa hồng. Màu sắc? Đúng rồi. Xong chưa? Xong rồi. Tiếp theo đó phải là son môi. Son môi à? Nhưng mà nó phải là hàng hiệu nha. Ok, đọc tiếp đi. Kim cương hột xoàn. Kim cương hột xoàn 18 carat. Đấy, cả váy nữa này, quần áo đẹp, đồ trang điểm, khuyên tai, vòng cổ, lắc tay lắc chân, vàng bạc châu báu, ruby, ngọc trai, đi chơi, đi spa, đi mua sắm, đi đánh golf. Ui. Ông, cảm ơn. Đau buồn quá. Dừng tay trước để con một mình thế à? Dừng con cười con được à? Mồm mày như kiểu hai quả ớt chuông úp vào ấy. Thôi đi về, hồi thuốc rồi. Bắt đèn mấy con ông mà. Đau chết đi được. Cảm gì nữa? Nào, ăn. Này, mày nhìn hộ dưỡng xem kia có phải thằng Hoàng không? Mặt mũi tao phù hết lên rồi không nhìn rõ. Tao biết rồi, Dưỡng không phải kìa. Mày làm gì đấy? Mày anh Hoàng đi ra đây. Xem. Đây, em đã đây. Ăn. Đây. À, thằng Hoàng dám ngoại tình. Lại còn một mình cân ba nữa. Anh này á, ông cho mày cân bốn luôn. Đúng rồi. Cái gì? Dưỡng không muốn kiếm một khoản à? Mày không nhìn thấy nó ngoại tình à? Một khoản tiền á? Tiền gì? Ê, đúng là con ông khôn nó đốt mồm mày có khác đi. Trên đấy là những cái mà con gái thích. Các anh liệu mua quà 20 tháng 10 tặng đi. Người ta nói quả không sai, phụ nữ là loài khó hiểu nhất. Phụ nữ là loài khó hiểu nhất. Anh nói
rồi đây. Cơ bản thế này là ok rồi đấy. Thôi anh em mình về chuẩn bị quà cho chị em phụ nữ. Đi, bye bye nha. Bye bye. Theo cái lời của con bóng đỏ thì chung quy lại là con gái thích hoa bạn ạ. Chỉ có hoa thôi bạn ạ. Nên là anh em mình tự tay làm một bó hoa để tặng người mình yêu. Đúng rồi, tôi thấy như vậy là ý nghĩa đấy. Cái này làm kiểu gì nhỉ? Bạn gà thế. Đây này, đấy, bạn phải bẻ cong như thế, cong xuống, xong rồi thẳng lên, thế là được. Rồi mình gói lại là ok. Chủ yếu là nó phải xuất phát từ trái tim của mình, bạn hiểu chưa? Món quà này chắc chắn tấm nhà mình sẽ thích lắm đây. Dùng băng dính để cố định lại nhé các bạn. Từ sáng đến giờ sao không thấy chót cơ nhỉ? Lính đỏ, người có biết ở đâu không? Sáng giờ em canh gác ở đây cũng không thấy chủ nhân ạ. Ta biết chồng người ở đâu đây. Hello. Sao các người lại vào được đây? Đây là cái gì? Ông đốt thì ít một. Cái quan trọng bây giờ là chót cơ nhà mày đang gian gian díu díu mập mờ ngoài kia kìa. Người nói cái gì cơ? Ở đâu? Mau dẫn ta đi. Ui dồi, từ từ. Không ai cho không ai cái gì đâu. Phải có cái này. Đây. Ồ, mình xin. Có tiền chữa môi cho con gái yêu rồi. Này, chế ơi, Joker á, nó đang hẹn hò với con bóng đỏ ở dưới góc đài. Đi thẳng rẽ trái, thêm 500 mét nữa là tới. Lính đỏ, theo ta. Yes, sir. Nó đi mất bây giờ. Coi chúng ta đấy. Mình đi về, quanh chén thôi con. Tôi xong rồi bạn ơi. Tôi cũng xong rồi. Giờ anh em mình cầm bó hoa này về tặng người mình yêu. Let's go. Đi thôi. Anh Hoàng thật là vô tâm. Tấm ơi, sao con lại ngồi đây khóc một mình? Dượng nói buồn cười thì anh Hoàng chẳng đang ngoại tình ở đầu ngõ đấy. Ui, nó ngoại tình á? Chính là nó đi con ạ. Hả? Ngoại tình sao? Ui dồi ôi. Bảo sao sáng nay vội vội vàng vàng đi đâu, con hỏi không nói. Được rồi, Dượng dẫn con đi. Nhanh, đi đi. Mai này em sẽ nấu cơm, học kho cá với thợ. Mommy. Mày, đứng lại. Đây này, chính là cái con này này. Này bóng kia, cô giấu anh Hoàng ở đâu rồi? Khai ra mau. Anh Hoàng á. Trả Joker nhà ta nữa. Joker, ta có biết gì đâu. Này cái con bóng lộn kia, mày không phải giả ngơ mất trí nhớ nha. Sáng tao chụp ảnh hết rồi. Nói đừng đi, có cãi. Không phải nói nhiều nữa. Giết. Đánh nó đi. Ây da, ta có bị cái Hoàng đâu vậy? Cái con đứa phá hoại gia đình ta. Thả ra nha. Đánh nó. Bao giờ nó khai ra bằng được thì thôi. Hồi hộp quá bạn ạ. Chắc chắn cô ấy sẽ rất là bất ngờ. Đánh nhiều lên cô. Đây là con giáp thứ 13. Dám giật chồng của người khác hả? Hả? Sao lại như vậy chứ? Lên xem thế nào. Đúng rồi. Mọi người đánh mạnh lên tay lại. Mọi người làm gì vậy? Cam, tao quên. Cam, anh buông ra. Thôi mà, em xử nó. Thôi, em mà đánh nữa. Cam, là có chuyện đây. Anh Hoàng, chàng còn đứng ra bảo vệ cô ta nữa à? Chốt cơ. Mọi người, sao lại đánh bóng vậy? Có chuyện gì thì bình tĩnh thôi. Úi dồi, này, nó còn cầm cả tay, mang cả hoa để tặng nữa này. Anh Hoàng, chàng thích bóng rồi đúng không? Lại còn mua hoa tặng nó nữa à? Úi dồi, hoa đỏ, hoa xanh, đắt tiền lắm ấy. Hả? Thích bóng à? Mọi người có hiểu nhầm gì không chút cơ nhờ? Ây da. Ta thế này, mà thích con bóng á? Không thích, mà chàng cầm hoa đi tặng ai? Còn cả chàng nữa. Ai, mọi người hiểu nhầm hết rồi, đúng rồi đó. Chả là thế này, cô là con gái, hiểu được tâm lý của chị em phụ nữ. Đúng rồi đấy. Nên là ta muốn hỏi, 20 tháng 10, họ thích... Thích gì á? Đó phải là son môi. Son môi à? Ok, đọc tiếp đi. Kim cương hột xoàn. Kim cương hột xoàn. Ví dụ như là hoa hồng, cả váy nữa này. Chuyện là vậy đấy. Đây. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Giỏi. Đi đâu đây? Bất công, đáng ghét. Giỏi rồi. Này, thế là mình nhầm à? Chuyện nhanh thôi con ơi. Hóa ra chúng ta hiểu nhầm họ rồi đấy. Anh Hoàng. Mommy, ta tặng nàng. Tấm à, nhân ngày 20 tháng 10 ta có làm bó hoa tặng nàng. Chúc nàng mãi mãi xinh đẹp và luôn luôn bên ta. Sao đâu, nàng đừng lo. Chúc mommy của ta 20 tháng 10 luôn vui vẻ hạnh phúc và yêu ta nhiều hơn nha. Ta cảm ơn chàng. Úi dồi ôi. Con là phụ nữ không nhỉ? Con người tào lao. Mày không phải con gái, mày là con trai à? Sao 20 tháng 10 con không có quà? Dượng nhẹ, không có quà. Con ơi, để năm sau Dượng mua cho nha. Giờ Dượng về ăn cơm cái đã. Đây, biết ngay mà. Đã bị ông đốt rồi con chẳng có quà. Có phải em là mùa thu Hà Nội? Ôi dồi ôi.
Hoàng thượng, hoàng thượng, có chuyện tại đình rồi. Nô, mày làm gì mà hấp ta hấp tấp, va vào xước hết xe anh rồi hả? Giờ này hoàng thượng còn xe pháo cái gì? Biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay á? Hôm nay là ngày 20 tháng 10. Thì sao? Thì đấy, ngày chị em phụ nữ lên ngôi đó. Ui giời ơi, tưởng ngày gì? Tấm nhà ta ngày nào chẳng trèo lên đầu lên cổ ta ngồi. Ngày nào chẳng trèo lên đầu lên cổ ta ngồi. Còn ngôi cái gì nữa? Tao quen rồi, dăm ba cái ngày 20 tháng 10 này. Còn mũi? Ui giời ơi, ngày bình thường á thì như con sư tử con gừ 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 thôi. Còn ngày này á, làm gỏi ăn sống ngày luôn đó. Khổ báo cáo trùng thế. Ta nhốt hết ở sở thú kia kìa. Đừng có mà đùa. Ui giời ơi. Hoàng thượng, hoàng thượng, trốn đi, trốn. Cái gì đấy, kéo từ từ thôi. Gì đấy? Alo, Gám à. Tình hình là sắp 20 tháng 10 rồi đấy. Nhớ về sớm để còn ra nhà thằng Hoàng lấy quà nha. Dạ mẹ. Ừ, hôm nay mà nó không tặng quà hẳn hoi ấy, tao chặt 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 nó ra từng mảnh luôn ấy. Hả? Anh Hoàng mà không tặng là con cho sư tử đói qua cắn luôn ấy. Mày nói chuyện cái đẹp gì quá tao ấy. Thôi nha, anh Hoàng thấy chưa? Thấy cái đội ghê gớm của chị em phụ nữ chưa? Không giận đấy. Ui giời, ơ cái thằng nào để xe giữa đường thế nhỉ? Vướng víu quá. Thôi à, để ta cất cho nha. Yên tâm, đảm bảo uy tín luôn. Ô, xe. Của đi thay người. Nhưng mà chắc chắn tấm nhà ta là không như thế đâu. Chưa chặt đâu. Tấm gọi lúc này, nghe đi. Chàng biết hôm nay là ngày gì không? Mà giờ vẫn chưa về hả? Có muốn ngủ ngoài đường không? Khôn hồn thì bác cái xác về đây, không là chết với thiếp. Mau lên. Hoàng thượng thấy chưa? Bình thường á, chỉ có một thôi. Còn bây giờ á, 10 nghìn lần luôn. Nô, thế bây giờ anh phải làm cách nào? Hoàng thượng nha, cứ nghe theo lời của thần, được chưa? Đi. Không biết hôm nay 20 tháng 10 anh Hoàng tặng cái gì cho mình nha. Tấm. Đây, mày biết thằng Hoàng nhà mày ở đâu không? Đây, mẹ nói con càng bực. Từ sáng giờ chưa thấy cái giao diện đó đâu cả. Có phải cào cả cái làng, cái vương quốc này lên, tao cũng phải lôi nó dậy. Về đây. Ui dồi, sao lại ghê gớm thế hả trời? Nô, anh có làm gì đâu cơ chứ. Ngày này á, mày trốn, không là chào tạm biệt thân ái nha. Không biết gì đâu. Mẹ mà thấy á, mẹ nói con một phát, còn bắt một cái. Đau. Ui dồi, hỏng, hỏng tai ta rồi. Chú thôi hoàng thượng ơi, tức giận làm gì? Bây giờ hai mẹ con mình phải tính là nó trốn ở đâu, đi chỗ nào. Theo con nghĩ thì anh Hoàng, một là ở trong nhà, hai là chỉ lên triều thôi. Núp, mau lên. Hoàng thượng ơi, nghe em, chúng ta chỉ ở bụi chuối này thôi, đừng có di chuyển liên tục. Được. Lính đỏ, người có biết hôm nay là ngày gì không hả? Ngày hôm nay ấy, chúng mày mà không tặng cho tao được món quà ưng ý thì chúng mày chết với tao. Ôi dồi, con búp bê mà cũng đòi quà nữa. Nô à, cũng là con gái mà. Anh nghĩ anh với mày đã bị áp lực rồi, không ngờ thằng lính đỏ cũng bị à. Hoàng thượng ơi, cái ngày này á, cánh mày râu áp lực lắm. Ơ, nhưng mà mày là thái giám, còn cái đấy đâu? Còn cái đấy đâu mà mày áp lực? Bây giờ thì ngày xưa em cũng là người đàn ông mạnh mẽ mà. Ui, tự nhức đầu với mày quá. Thôi ta đói rồi, đi về ăn tôm hùm đi. Ngồi xuống. Tự nhiên lại chui đầu vào rõ làm cái gì? Sao tự nhiên sinh ra cái ngày này có nhà mà không được về? Khổ thật ý Nô à. Hoàng thượng đói thì ngồi đợi thần một chút xíu. Mày đi đâu đấy? Ê, nhớ về nhanh nha, đừng bỏ ta. Bực mình ghê. Ngày 20 tháng 10 mà chả tặng mình món quà nào. Điều sư cái thằng này, cả họ có mỗi thằng con trai mà hôm nay lại đóng vai mất tích chứ. Mình. Ồ, thằng nào núp lùm đây? À, mày dám ăn trộm chuối nhà bà. Mày, tiêu đời mày rồi sói con. Thằng Nô đi đâu mà lâu thế nhỉ? Đói quá rồi. Mày hả? Ây da, đâu? Thằng Hoàng,
Mày đây rồi. Quà của tao đâu? Mẹ, chạy đi hoàng thượng. Đứng lại. Mày, Tâm ơi, Tâm. Đâu đâu, anh hoàng đâu? Nhanh lên hoàng thượng. Mẹ, Tâm, chạy đường nào? Chúng mày định chạy đâu hả? Nôn quà ra đây. Chạy đâu cho thoát, chàng giỏi thì lên đây. Mẹ, Tâm, nô hả? Ai à? Nè, nàng tránh ra. Hoàng thượng ơi, để nó chạy mất rồi à? Nô, mày dám xúi dại thằng hoàng cho nó bỏ đi đúng không? Không, không ạ. Nguy hiểm quá. Lúc tạm đã, không ngờ hôm nay Tấm với mẹ cứ như con sư tử Hà Đông ấy, lại còn bày binh bố trận để bắt mình nữa. Ngày 20 tháng 10 nguy hiểm thật đấy. Đòi quà thì biết tìm ở đâu ra cơ chứ. Phan Thượng, sao ngươi lại ở đây hả? Muốn làm gì hả? Đây, mày bắn tao cái. Đây, mày bắn tao cái. Tao không còn thiết tha gì để sống nữa. Còn cái ngày 20 tháng 10 mà chúng chui trúng lũi từ sáng giờ. Bắn đi. Thì ra cùng chung cảnh ngộ à. Thế mày cũng phải trốn à? Nếu hóa ra tao với mày cùng chung một thuyền à? Dẫu chúng ta không chung một dòng máu. Hát tiếp đi. Nhưng đến với nhau để trốn ngày 20 tháng 10, dẫu bao buồn vui, dẫu bao khó khăn, thì tình anh em. Chạy đi. Chạy đi, còn chờ gì nữa. Ây ơi. Chạy đi. Không biết chúng nó chuẩn bị quà gì cho mình đây nhỉ? Lính đỏ, mau mang quà đây cho ta. Lính đỏ, các ngươi đâu hết cả rồi hả? Mau ra đây. Cái bọn này đâu hết rồi nha. Trốn cả rồi à? Hay là ở đây? Ở đây không có. Bọn mày lẫn đi đâu hết rồi? Được lắm. Kỳ này, các ngươi biết tay ta. Hoàng thượng, chả thấy nha, trốn đâu được nha. Đi tìm tiếp nè. Lính đỏ, bọn nó đâu mất rồi chứ? Bọn này đi đâu được cơ chứ? Ôi trời ơi, không thấy. Các người có thấy lính đỏ của ta đâu không? Thế mày có thấy thằng hoàng nhà bọn tao đâu không hả? Tìm mãi không thấy. Hoàng thượng nhà các người cũng trốn rồi à? Chứ còn sao nữa, vậy là không ổn rồi. Cái đà này chúng nó rủ nhau đi trốn rồi. Mẹ. Ngày hôm nay chúng ta phải tìm được bọn họ. Đi. Cô đơn quá. Người mau tìm đi, xem bọn chúng đang ở đâu. Nhanh lên coi con. Bình tĩnh, sắp được rồi. Tìm được rồi. Hóa ra lính đỏ và hoàng thượng đang ở đây à? Nhờ đồ đấy. Đi. Đi mẹ. Ôi dồi ôi. Tao với mày cứ ngồi đây trốn, qua cái ngày 20 tháng 10 này rồi mới về. Có khoai đây rồi. Nhưng mà Tâm mớm ăn có được không? Đúng. Mấy mươi đời làm vua, ta cũng chưa bao giờ khổ như thế này đâu. Thôi, nhai tạm đi. Ê, này, ui, nhưng mà để nói, cái món này của người dân ăn cũng ngon phết nha. Được quá chứ nị. Bọn họ đang trốn gần đây thôi. Gần đây á? Gần đây thì ở đâu được nhỉ? Ui, sao đây nhiều cây thế? Hôm nay là ngày 20 tháng 10. Chị em phụ nữ đi ra đi vào. Em ơi, nghe điện thoại nào. Tới đi, anh trốn. Thế là xong ngay. Chà, chỗ trốn cũng kỹ đấy nha. Vậy thì giờ sao hả mẹ? Lên bắt nó chứ còn sao nữa. Đuổi theo chứ. Ngon phết đi người ạ.
Ôi giời, chạy đi Hoàng Gia. Đứng lại. Mày có đứng lại không thì bảo. Tách ra. Đâu rồi? Kìa kìa, đi. Nhanh lên. Đi tiếp. Thoát rồi ha. Đi xuống thôi. Ây da, không ngờ lại dễ dàng thoát như thế chứ. Có giỏi thì chạy nữa đi. Ngươi trốn nữa đi. Trốn được mãi không hả? Thằng Hoàng này, trốn đâu được nha. Tìm đi mẹ. Lại đi tìm à? Còn lâu mới bắt được Hoàng đây nha. Thế à? Hello. Mẹ. Tâm. Chàng trốn cũng kỹ đấy nha. Quà đâu? Quà đây, quà đây. Đây à? Anh khoai dở đi. Khoai á? Đúng không? Mày đùa mẹ đấy à, thằng Hoàng kia. Khoai cái gì? Mày nhìn cái củ khoai như này mà mày còn tặng mẹ được à? Rất nhiều não mẹ thế. Mọi người không thích củ à? À, đây đây. Đây. Hoa hồng trả tặng. Đi tặng cái hoa. Phần lợn à? Ấy, mọi người đừng quá quan trọng về vật chất. Đây là từ tấm lòng của bọn ta. Chúc các chị em 20 tháng 10 trẻ trung như heo sữa, bốc lửa như heo hơi và chịu chơi như heo nái, hăng hái như heo con, sắc son như heo đất và chất chơi như heo thịt. Và cuối cùng thì chúc chị em có một ngày 20 tháng 10 vui vẻ. Tạm nha. Nhưng mà mày bí như con lợn ấy. Ồ, hóa ra ngày 20 tháng 10 cũng không đáng sợ như ta nghĩ mẹ. Nhưng mà chạy hơi mệt anh à. Hôm nay nhân ngày 20 tháng 10, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc thật linh đình. Theo ta nào. Đi. Phải thế chứ. Có ăn là thích rồi. Tèo. Lấy thêm củ khoai. Sao chẳng bảo 5 phút mà giờ vẫn chưa đến nữa. Mừng lắm rồi đấy. Cứu tôi. Cứu tôi với. Hả? Cô gái kia bị làm sao vậy? Cô gái, cô bị làm sao vậy? Tôi có thể giúp gì cho cô không? Cô ơi, cô. Cứu tôi. Hả? Gương mặt này sao lại giống mình như vậy? Hoa ư? Xin cô hãy chăm sóc ta. Như vậy ta mới sống lại được. Chăm sóc á? Được, vậy thì ta sẽ giúp cô. Mau hồi phục lại nha. Tấm, sao nàng lại mất công chăm sóc bông hoa đã héo này vậy? Đây không phải là bông hoa tầm thường đâu. Chàng cứ đợi rồi sẽ biết. Cứu tôi với. Con châu chấu này nó cắn tôi. Đau quá. Bông hoa biết nói. Bạn châu chấu này thật là bất lịch sự quá đi. Tự nhiên lại đi cắn bông hoa. Cái gì vậy trời? Tấm ơi, bông hoa này thần kỳ vậy. Nàng đừng để dưỡng với em cá biết. Không là phiền phức lắm đấy. Ai kêu ai chẳng uống rượu. Mà đã uống rượu là phải say. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Hello. Đây. Hai đứa tụi bay có cái gì giấu giấu giếm giếm mà cứ mập mờ thế nhờ? Hay là vỡ nợ rồi, bán nước lấy tiền chơi xổ số hả? Bọn con không có gì cả. Đang nghiên cứu về bọn cướp. Dạo này nhiều cướp lắm, dân toàn báo bị mất đồ thôi. Hả? Cướp á? Ôi dồi ôi, số vàng vừa qua ăn trộm. À nhầm. Số vàng vừa qua ăn trộm. À nhầm. Về nhanh để mất đồ. Đi đi nha. Tí nữa thì lộ. May quá. Trang đi. Em gái, sao lại chơi bọn con? Trang đi. Thì sao? Đánh nhau xu mà cũng sợ.
hóa ra là bông hoa đẹp. À, đau em, đau. Ôi cái tay ra. Hai người quá đáng vừa thôi. Thôi, dù biết em cảm đi về đi. Đúng rồi đây, chả làm được gì tốt cả. Suốt ngày đi phá hoại. Dừng ngay con đau. Mày nhớ cái mặt tao đi, nhá. Đi về. Nhớ mặt em nữa. Đi. May quá, bông hoa không rơi vào tay họ. Thôi nàng ở đây trông, để ta đi lấy nước nhá. Ừ, chàng đi đi. Này bạn ơi, tí tan ca anh em mình đi nhậu cái gì cay cay nha. Ok luôn. Này, hai đứa chúng mày tránh ra cho thượng đế bọn ta vào. Vẫn bọn này to gan ghê nha. Búp bê cụp cái pha xuống. Chị bảo em cụp á? Em cụp luôn. Em cụp luôn. Em chào chị. Các ngươi tới đây có việc gì không? Cổ đi. Em nghe nói chị là ngôi sao sáng to nhất cái làng này. Thế mà anh Hoàng với chị Tâm bảo chị không ra một cái nước gì hết, không làm được việc gì. Và nghe chị là một ác thôi. Nó còn bảo chị á, mắt thì to, mồm thì rộng. Mắt thì to, mồm thì rộng. Mũi thì đẹp. Nếu mà solo với nó, nó cho chị thành con kiến luôn. Cái cấu tạo mắt chị có sao á? Nhìn giống con á. Dám nói thế sao? Chà thế thì sao? Ôi trời ơi. Lính đỡ, theo ta. Đi đi. Đấy gọi là ném đá dấu tay. Ai bảo cứ kiếm chuyện với bọn đi. Học Dường ơi. Đi. Đi. Tâm ơi, nước này. Anh Hoàng là ai? Có sao không? Ai đánh ta? Búp bê, ta có thù oán gì với cô mà cô lại đánh ta? Cô là đồ độc ác, xấu xa vừa thôi chứ. Đi thôi nè. Cẩn thận. Cô định làm gì? Có thể, cô thích trồng hoa lắm nhỉ? Không. Đây, mau trả tao bông hoa. Đi, tôi chưa cái tội dám chọc tức bố con mình. Nhưng mà con thấy hơi quá đáng ấy. Không sao. Nó trông cũng đẹp đấy, nhưng tiếc là... Con. Chỉ là tan đời nhà hoa rồi. Tình còn tan nữa không gì hoa. Không chỉ hoa đâu, mà còn các ngươi nữa đấy. Buông ta ra. Buông ta ra. Hoa ơi, ta xin lỗi ngươi nha.